Ôi, tụi mình xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Nhưng là mình nói đó nha, là kênh YouTube Pháp TV mình làm về chủ đề pizza đó, là được những giải thưởng như gạo với mì nè cả nhà. Rồi được mấy ông bà cô chú anh chị em đã tới giao lưu với kênh mình. Mình mới có phần quà gì. Rồi mình hứa cả nhà sẽ đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Và hiện tại mình đang có mặt tại nhà của ông Hai nha cả nhà. Rồi cho mình thay mặt xe vừa gọi là Phong với Quý đã thắng giải nữa nha. Rồi, cho mình thay mặt Quý đi. Bữa nay có Phong xuất hiện đây, mình thay mặt Quý gửi phần quà này cho ông Hai. Cảm ơn bạn Quý rất là nhiều luôn. Thì thôi con mới vô ông Hai, kênh con làm về chủ đề pizza đó, được giải thưởng gì. Bữa nay con vô gửi tặng cho ông Hai nhận giùm con ông Hai. Thì để cho mình hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Hai ra sao nữa nha. Tao thì bệnh rồi mà nặng không được. Dạ. Trời ơi, một đêm tôi ngủ khoảng 10 phút không được luôn. Dạ. Tức là 7-8 năm rồi đó. Dạ. Uống thuốc ngủ vô nhức đầu. Ông Hai hay bệnh gì không Hai? Bệnh tim với huyết áp cao với bao tử hở hở đi chứ hơi hoài. Dạ. Nhiều đó làm hoài, bệnh tim với huyết áp nhiều làm hoài. Dạ. Tim hở nó mệt, tim đập lên trăm mấy không. Dạ. Hôm trước tao nói nhập viện liên cuốc luôn. Hôm trước nay gì là sao nó đỡ đỡ đó. Dạ. Bữa nay xuất hiện trên clip mình cũng có em Phong mình nữa nha, cũng hỗ trợ đi quay với mình cái này. Thì em bị cái này là mình kêu bằng cái gì không Hai? Này nó lan. Dạ. Bằng đầu có chút xíu vậy nè. Biết rồi đi trị nó đi ra da liễu nó uống không hết đâu, vì nó bỏ khí rồi vì nó bự. Mặt cũng có mà trong mình tùm lum trong luôn. Dạ. Trong mình tiểu lớn gì luôn không Hai? Mới này cần cũng 20 năm à. Mới cả 20 năm nay. Dạ. Rồi ông Hai được mấy người con Hai? Bốn đứa con. Dạ, cũng có gia đình cũng đi làm. Có gia đình làm cho không có mình tao với bà rồi bà chết. Còn mình tao không à? Dạ, bà Hai mất. Hậu khẩu của mình tao một à? Dạ. Vậy là ông Hai giờ đang sống mình một hả? Mình một. À. Dạ dạ. Vì cho con xin phép hỏi ông Hai là năm nay nhiêu tuổi ông Hai? Hôm nay là 78 tuổi, Tết này 79 rồi. Ngày 145. Dạ. Rồi cái nền mình đang ở này là của nhà nước hả ông Hai? Mình đang ở cái nền này là của nhà nước hả? Cái nền này coi như của nhà nước đó. Dạ. Coi như ở trở là không còn nào hết trơn rồi, xuống đây rồi ngoài quý ban rồi. Là lúc trước mình sống ở chỉ ở các khí đại đi. Dạ. Lúc trước là mình sống ở đâu ông Hai? Đây tên này là tên này chút hả? Dạ. Cũng ở xã Phú Cường ấp Cò Cát này. Dạ. Bờ này lên. Đây lên tên chúc mừng. Tại ngày là gần mình giờ chỗ đó là gần của ông Năm không? Gần nhà của ông Năm không? Hiện tại ông Năm một bệnh là cô đơn nữa, ông Năm ở bên sông tôi ở bệnh này dưới ông chút. Dưới chút ha. Ừ. Dạ. Ngang trần ba cái nghĩa trang mới không á. Dạ dạ con biết rồi. Ngang trần đó. Dạ. Rồi, ông sống mình một vậy rồi cái chi phí cái sinh hoạt hàng ngày đó rồi mình mấy nhỏ cho đó. Ăn rồi nhà nước mỗi lần nhà nước cứu trợ cho chút đỉnh vậy. Dạ. Có lâu cho lần nhớ hay tao hoài. Ông Hai có số nghèo gì không? À, có hộ nghèo chứ không lãnh tiền nhà nước kiểu khô đó. Dạ. Yeah. Không à, có đó thì người ta nói hộ tuổi già hộ 80 tuổi mới được mà mình chưa tới mà. Dạ. Yeah. Cái người hộ nghèo đó rồi tới mấy cái đợt cứu trợ rồi ông Hai có phần không? Có năm nay triệu à? Có năm ngoái năm kia mấy ta tài trợ rồi đó, có hỗ trợ mình phần nào lâu lâu mấy con lần ha. Lâu lâu có lần. Dạ. Thì cái hoàn cảnh của ông Hai trong đây cái nhà ở mình một mà giờ bệnh thì trong mình cũng rất là nhiều luôn. Rồi tới ông có thường đi khám không ông Hai? Khám tôi khám rồi nó đưa đi thành phố rồi không tiền không đi ở đây. Dạ. Bác sĩ đi bưa tôi trị tư ngoài đó. Dạ. Nó trị theo nó hết về đó lâu lâu cũng làm vô nhập viện hoài. Dạ. Nhập viện rồi cũng đi về nữa cũng nó hết. Dạ. Đi về rồi ông Hai cũng hàng ngày uống thuốc hàng ngày luôn em Hai à, có bệnh huyết áp với bao tử nhức mỏi kêu uống hàng ngày chứ còn bệnh tim thì uống dữ tận lắm rồi nó đỡ rồi về đâu có biết thứ nào uống nữa thì nó mệt thì làm nữa. Dạ. Nhưng Hai có bảo hiểm gì không? Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm nghèo đó. Dạ. Nghèo ăn uống rồi nhiều không Hai? Trời ơi, sáng chén chiều chén làm hoài. Có khi ăn không được luôn. Dạ. Ăn canh rồi vô nhiều tí vô khỏe. Tại nó ăn không được.
ngủ không được luôn, ngủ không được luôn, uống thuốc ngủ vô thì nhức đầu nhức cổ. Còn đó dùng phụ á, dùng phụ nó mới hành mình đó. Mà còn cái mà không, mà không uống thì thức thức trơ trơ năm mắt nằm đó. À, nằm bề này thì chưa có nóng, mà lắc bề kia rồi lăn hoàng lộn có ngày dạ. Hết ha. Rồi ban ngày ngủ được không? Ban ngày có ngủ được khi khô. Đi vòng vòng như vòng vòng nhà vậy đó. Ngày vòng vòng nhà coi truyền hình nằm tay tới lưu vậy rồi xong. Dạ. Rồi mình tâm sự với cái nhà vài lời luôn cái nhà. Là kênh YouTube Pháp TV mình đó cái nhà. Là những cái mình có nói mấy clip trước đó nha. Là dưới cái video của đi tặng quà như gì nè, là dưới phần mô tả mình có để số tài khoản và tên chủ tài khoản là mình đó cái nhà. Thì Mạnh Thường Quân có coi được clip của mình thì có hỗ trợ được phần nào đó cho hoàn cảnh của ông Hai cái nhà, thì mình sẽ làm clip, mình sẽ đi tặng cho ông Hai tiếp, mình sẽ quay lại cho nhà xem. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ bên gia đình và người thân, để có thật nhiều sức khỏe. Để cho mình hỏi thăm ông Hai vài lời nữa thì cho mình kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Rồi ông Hai rồi ở nhà mình cơm nước gạo rồi đó, thì đó mình sinh hoạt mình đi sao mua mấy đứa nó mua cho ăn, chứ là không có cái nó làm nặng không đủ luôn, không có làm gì nặng được đấy. Là lâu chưa ông Hai? Hôm nay cũng 5-6 năm làm nặng được đó. Dạ lúc trước thì làm nặng được. Lúc trước ông Hai nó làm nghề gì ông Hai? Mần ruộng đã rồi thất bạc tiết rồi tiêu trùng đau 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 của đợt đau tính chết rồi, giống gì cũng còn đó. bà đau bà nằm chỗ mấy năm bao nhiêu cái nằm chỗ bán đất vào luôn này vậy. Mần thất bát rồi bệnh rồi bán đất luôn thật ra giờ không còn, giờ tọ lẳng dạ. Rồi bà Hai lúc đó mắc là ở chảnh luôn hay về đây mất xuống đây mới mất nó nằm mà thiếu này bà sụi hai giờ dạ. Teo cơ đó, nằm hoài dạ. Nhà bà chôn ở đâu không hay? Kênh Nghĩa Trang đó. Nghĩa Trang như thế này. Ừ, Nghĩa Cát rồi. Dạ. Bây giờ ông Hai trước mắt nhà con hoàng quà đi. Ngày mai mốt cái kênh con tự phát triển đó. Rồi con sẽ quay trở lại tặng tiếp những quà khác cho ông Hai tiếp nữa. Rồi cho con bắt tay với ông Hai, chúc ông Hai nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hai giữ sức khỏe không ạ? Dạ. Rồi, nãy giờ mình cũng chia sẻ cái hoàn cảnh nhà của ông Hai cho cái nhà xem cái nhà. Thôi bây giờ cho ông Hai với mình, với em mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye.